bò uống Mỹ đi các bạn. Trời, cảm ơn cả nhà đã vào xem đông rất là nhiều nha. Các bạn ơi, thì hôm nay cũng sẽ có mini game như mọi khi nha cả nhà. Cả nhà nhớ là chia sẻ livestream nè, rồi để lại ba số điện thoại và tag tên ba người bạn của mình vào để tham gia mini game nha. Rồi, chào Tú Địa nè, chào Ngọc Trâm nè, chào Nguyễn Ngân nè, chào Phương nè, chào Vương Gia, chào Nghi nha, chào Bùi Thang, chào Bảo. Rồi, nói chung là hello cả nhà luôn nha. Các bạn ơi, thì hôm nay là mình sẽ livestream giới thiệu các bé bò uống Mỹ cho các bạn nè. Đó, thì nói chung là hôm nay thì cũng trễ rồi nên là live sẽ rất là nhanh thôi nha cả nhà. Bạn nào muốn tham gia mini game á thì là mình nhớ là chia sẻ livestream đầu tiên, tag tên ba người bạn của mình vào và để nâng cao chia sẻ livestream để lại ba số điện thoại cuối nha các bạn là đã được rồi. Còn bạn nào mà muốn nâng cao cơ hội nhận quà thì các bạn nhớ là tag tên ba người bạn của mình vào nữa thì là gọi là có gấp đôi cơ hội để nhận quà nha cả nhà. Đây, các bạn coi này, mấy bé bò ú Mỹ rất là xinh xắn đáng yêu luôn. Các bạn đợi một xíu nha. Rồi các bạn thấy rõ không? Mình xoay lại chút xíu nha. Rồi đây. Thì các bạn ơi, thì hôm nay các bạn đây, thì đây trên tay mình là những cái chú bé bò ú Mỹ rất là đẹp luôn ha. Các bạn coi là siêu ngầu nè. Đây. Nhưng mà đặc biệt hôm nay là mấy bé bò Mỹ này đã được cấy microchip nha các bạn. Nói chung là đợi các bạn vào đông đông một chút xíu đi ha. Mình cho các bạn chiêm ngưỡng bò uống một chút xíu. Đó, vào đông đông một chút xíu là mình sẽ giới thiệu từng bé một luôn. Hôm nay chắc là like nhanh thôi nha mọi người, tại vì cũng trễ quá rồi nên là like nhanh và bốc thăm may mắn cũng nhanh. Thì hôm nay phần quà mini game là gì đây ta? Hôm nay livestream về bò uống đúng không? Hôm nay có một điều đặc biệt. Bây giờ mình muốn hôm nay á, nếu mà lên được 200 mắt ha, 200 mắt livestream mình tặng cho một con bò ú luôn nha các bạn. Một con bò ú siêu đẹp, trị giá là 200.000. Đó, thì hôm nay là các bạn ráng lên được 200 mắt, tặng một bé bò ú siêu đẹp trị giá 200.000. Đó, các bạn đợi một xíu mình đem cái bé bò ú mà quà tặng ra cho các bạn xem nha. Thì các bạn cố gắng là các bạn chia sẻ livestream nè, các bạn tag tên những người bạn của mình vào nè. Đó, thì cái cơ hội nhận quà của các bạn rất là cao. Đây. Đây các bạn, đây là phần quà tặng của các bạn ngày hôm nay nha. Nếu mà hôm nay á, làm nói chung là làm lớn một lần luôn nha các bạn. Các bạn cứ chia sẻ livestream nè, tag tên ba người bạn của mình vào. Và khi nào trên mắt xem livestream và được 200 mắt. Đó, được 200 mắt xem livestream á. Đó là mình sẽ tặng luôn bé bò uống này cho các bạn nha. Tặng cho các bạn bé bò uống màu trắng này. Đó, hôm nay là đây là phần quà livestream nha các bạn. Rồi, nhưng mà để an ủi nếu mà không được 200 mắt livestream á thì mình sẽ tặng quà là một bé chuột hamster màu trà sữa trị giá là 80.000 nha các bạn. Thì các bạn yên tâm là livestream nào cũng phải có quà cho các bạn nên là các bạn cứ nhớ là chia sẻ livestream nè, để lại ba số điện thoại cuối nè là được rồi. Còn bạn nào mà tag tên ba người bạn của mình vào nữa thì có hai cơ hội nhận quà nha. Rồi thôi bây giờ bắt đầu like từng bé nha, chứ tại để đây đông quá. Rồi cả nhà đâu hết rồi ha. Rồi bây giờ bắt đầu nha cả nhà, bây giờ bắt đầu từ bé số 1 nha. Hôm nay là mình bắt đầu từ dòng bọ cao cấp nhất, đó là bọ Mỹ ha. Thì bây giờ mình sẽ like bọ Mỹ bé đầu tiên cho các bạn nha. Bé đầu tiên. Bé đầu tiên để mình xem là bé bọ đực hay phải bọ cái nha. Cái. Rồi, 3 triệu. Rồi đây cả nhà ơi. Đầu tiên em này là một bé bọ satin ha. Bọ Mỹ nhưng mà màu lông ánh kim lên các bạn nè. Đó, lông ánh kim màu bạc nè. Màu này là màu ánh bạc ha, màu ánh bạc ha. Thì đây, màu này á, là satin các bạn không? Trên camera là các bạn thấy rất là rõ luôn đúng không? Nó cũng rất là lấp lánh rất là nhiều luôn các bạn nè. Đó, bé này nha các bạn. Bé này đã được cấy microchip rồi. Đó, thì khi mà ha, các bạn mua giống như là hàng có giấy tờ nguồn gốc rõ ràng các bạn. Đó, bé này thì giá, bé này bé con gái giá 3 triệu nha cả nhà. Đó, một cái siêu phẩm này. Mắt rất là to tròn, tai rất là bự luôn cả nhà. Đây các bạn coi nè.
tai bự cực kỳ luôn. Đó. Con ơi, con ngồi với một chỗ thì con cứ xoay 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 rồi. Lạp xưởng là Linh chị bây giờ là hiện đang hết hàng rồi nha em. Hiện tại đợt này không có lạp xưởng các bạn. Đợt này đang có chó poodle, chuẩn bị có xuất chuồng bé poodle nha. Thì hôm nay chị like trễ quá nè, cũng like thì là nhanh thôi, chắc là like một số bé bỏ thôi chứ không like hết nha mọi người. Thì để cho hôm sau like tiếp. Thì hôm nay là mình hy vọng nếu mà được 200 mắt xem livestream á là mình sẽ tặng cho các bạn một cái bé bỏ này nè các bạn. Để mình sẽ lấy quà tặng cho các bạn coi nha. Hôm nay mình nếu mà cố gắng là được 200 mắt xem livestream. Tại vì hôm nay nhanh thôi mọi người, không có lâu đâu. Nên là bạn nào á mình còn đang ở trên livestream á thì là mình coi á, mình cố gắng mình ở lại trên livestream đi. Mình tham gia mini game đi. Quà tặng hôm nay là một bé bọ siêu bự này các bạn nè. Đó. Bé này siêu bự ha. Rất là dễ thương luôn. Đó, bé này là quà tặng ngày hôm nay nha các bạn. Quà tặng ngày hôm nay. Thì các bạn cố gắng nếu mà hôm nay được 200 mắt xem livestream á là mình sẽ tặng các bạn bé bọ này. Thì cũng là bốc thăm may mắn, bạn nào may mắn sẽ được nha. Còn nếu như mà hôm nay không được 200 mắt xem livestream á thì là mình sẽ vẫn tặng quà cho các bạn. Nhưng mà là một em hamster màu trà sữa mắt đỏ trị giá 80.000 ha. Đó thì mình hy vọng là hôm nay là sẽ có bạn nào là trúng quà. Tại vì hôm nay là like nhanh thôi chứ không có like trễ, không có like dài giống như mọi bữa. Tại vì trễ quá rồi đó các bạn. Đó thì các bạn cố gắng lên nha. Đó. Các bạn ơi, bạn nào mà mình xem livestream của shop mình rồi mà mình chưa có là thích trang nè, các bạn chưa nhấn nút like trang đó thì các bạn cố gắng nhấn nút like trang nha. Tại vì khi mà shop mình đạt 54.000 bạn thích trang là sẽ có một cái chương trình khuyến mãi nữa. Hôm bữa trước là shop mình đạt 53.000 bạn thích trang á là có chương trình khuyến mãi về giảm giá 50% về Hunter Beer rồi đúng không? Nên là các bạn cố gắng cứ mỗi nấp 53, 54, 55, 56 cứ mỗi 1.000 bạn thích trang lên là mình sẽ làm một cái chương trình khuyến mãi để tri ân các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop đích sinh của mình nha. Các bạn ơi, thì hôm nay đây là phần quà tặng nha. Phần quà tặng rất là đẹp các bạn nè. Đó, đó cho các bạn coi là các bạn mê cái bé quà tặng này nha. Đó, rất là xinh xắn, đáng yêu, màu trắng mút. Đó. Nó cũng rất là giống một bò Mỹ đúng không? Nhưng mà không phải các bạn, bé này là cũng dạng như là bò Việt Nam á. Nhưng mà các bạn thấy nó mũi nó dài không? Mũi nó dài nè. Nhưng mà được cái là tai nó cũng mình thấy cũng hơi bị to to một chút xíu. Thì nhưng mà cái bé bọ này các bạn, thì bé này là con trai nha, con trai nha cả nhà. Đó, rất là ngoan luôn, các bạn thấy rất là ngoan không? Màu lông trắng, thường là bọ Việt Nam mà màu lông trắng cũng là hiếm nha mọi người. Thường nó sẽ ba màu nhiều, nên là bé này là cũng một dạng là rất là xuất sắc. Bé này là trưởng thành rồi nha cả nhà. Đó. Các bạn thấy quà tặng không? Rồi các bạn ơi, giữa cái hai cái like này trên YouTube là rất là tội, các bạn trên YouTube không biết sao sai luôn. Nó cứ bên này được thì bên kia không được, mọi người thông cảm mình nha. Thôi đi các bạn. Đây các bạn coi nha. Đó, bé này quà tặng nha. Các bạn nhớ nha, cố gắng hôm nay livestream nó không có dài nên các bạn nào mà cũng nhận được quà. Tại vì các bé bọ thực ra là rất là dễ nuôi nha các bạn. Và nuôi không có hôi gì hết á. Bây giờ cho ăn uống lót chuồng là rất là sạch sẽ, không có hôi. Nên là các bạn hả nào mà thích một bé bọ như thế này các bạn nè. Đó, các bé bọ dễ thương, đáng yêu như thế này á thì các bạn cố gắng là chia sẻ livestream này giúp mình. Rồi, bây giờ quà tặng mình cất vào nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi mấy nhân vật chính ngày hôm nay. Rồi thì hôm nay là cũng trễ quá rồi nên like nói chuyện với các bạn cho vui thôi chứ thật sự là chắc là không. Rồi. Mới nãy á là mình thôi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một bé bọ Mỹ màu vàng. Bé bọ Mỹ màu vàng, bé này là cái hay đực đen? À đực 2 triệu rưỡi. À rồi. Các bạn ơi, bé này là một em siêu phẩm. Bé này là bé đực màu vàng nha các bạn. Đực màu vàng bò nha các bạn. Lông này rất là đẹp luôn. Đó, em này, các bạn coi nè, cái lỗ tai nè, cực kỳ bự nha. Mắt to tròn ha. Thì đây. 078. Đây các bạn nha. Rồi, em này là giá 2 triệu rưỡi nha cả nhà. 2 triệu rưỡi. Đây các bạn coi nè. Đang ở chỗ thành bưởi mà đúng không? Đây, các bạn thấy không? Mặt rất là tròn, rất là gãy nè, mũi rất là gãy nha cả nhà. Đây, mình cho coi trước mặt nha. Xoay xoay hoài. Đó, các bạn coi nè, rất là đẹp ha. Đây là bé bò Mỹ ha.
bé này sẽ được gắn microchip nha các bạn. Những con mà gắn microchip á thì là nó là một cái dạng cao cấp hơn rồi, tại vì các bạn biết sao, có xuất xứ này kia rõ ràng rồi ha. Thì bé này mình sẽ gắn microchip cho bé đó. Thì hả, bên mình á là bò Mỹ sẽ được bảo hành tới 1 tháng lận nha các bạn. Nói chung là không có con thú cưng này mà nuôi mà bảo hành được 1 tháng á các bạn, bảo hành 1 tháng luôn đó. Nên các bạn mua mấy bé bọ này các bạn cảm thấy rất là giá trị đúng không, có microchip trên người nè, nuôi yên tâm được bảo hành tới 1 tháng nha các bạn. Đó, bé này bé trai nha, giá là 2,5 triệu nha cả nhà. Các bạn coi nè, cái lỗ tai nó bự gì đâu luôn á, cho các bạn ngắm cho nó đã luôn nha. Đó, các bạn coi cái mặt nó nè, mặt nó tròn. Nói chung là càng lớn hay là cái form nó, cái mặt nó sẽ càng tròn hơn các bạn thấy không. Tại vì nuôi nó mập ra các bạn, nhìn cái người nó sẽ, cái người nó to, cái mặt nó các bạn sẽ cảm thấy nó ngắn lại nữa, nên là rất là đẹp luôn nha. Con này là gọi là siêu phẩm á, các bạn thấy lúc nhỏ mà cái tai nó rất là bự rồi không, cực hoàn toàn luôn các bạn nè, tai rất là to luôn. Trời, mình like trên YouTube ngại ghê luôn á, sao nó cứ ngược hoài đó. Các bạn trên YouTube và các bạn trên Facebook đều thấy được đúng không đó, nó rất là to tròn này các bạn nè. Rồi, đây nha cả nhà, bé này nha cả nhà, bé này là bé trai nha, bé trai này giá là 2,5 triệu nha cả nhà. Rồi, rồi bữa nay thì like 3 bé bò Mỹ thôi, like ngắn thôi, like cái này đây nha cả nhà. Rồi các bạn ơi, thì nói chung đây cũng trễ quá, cũng lười quá. Like không cả nhà? Cả nhà có thích coi không? Thích coi nhiều thì mình sẽ like nhiều con cho các bạn. Còn nếu mà hôm nay không thích coi nhiều á là mình sẽ like ít thôi, like 3 con bò Mỹ cho cả nhà thôi. Thì bây giờ là con bò Mỹ đầu tiên đúng không? Con bò Mỹ đầu tiên là con màu vàng. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp theo một con bò Mỹ thứ hai, đó là một con màu Mỹ màu ánh kim ha. Đó, màu silky nè. Màu nói chung là màu silver các bạn, màu silver màu bạc đó các bạn. Rồi, bé này là bé gì đây em ơi? Bé này là giá bao nhiêu? Màu satin là những cái 3 triệu. Bé màu satin là xám satin. Bé này bé xám satin nha cả nhà. Bé xám satin. Đó, bé này bé mới nãy mình giới thiệu các bạn á, bé xám satin ha. Thì bé này giá 3 triệu nha các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy cái màu lông nó ánh kim lên nè. Đó, giới thiệu ra trước nha. Các bạn xem kỹ được không? Cái màu lông nó rất là ánh kim lên nè các bạn thấy không? Đó. Rồi các bạn bên YouTube coi nè. Các bạn thấy cái màu lông ánh kim không? Form rất là đẹp luôn các bạn. Cái form dáng nó rất là mập mạp ha. Đó. Các bạn cố gắng là các bạn chia sẻ livestream giùm mình nha. Đó, cho đông đông người coi đi cho có tinh thần. Các bạn ơi, bạn nào thấy em dễ thương thì các bạn thả tim cho mình đi nha. Rồi, mèo thì ít bữa nó mới có nha em. Đúng không? Cả nhà coi nè. Nói chung là khi nào mình đưa gần tới thì chắc là phải một trong hai bên coi được thôi nha, nên thì các bạn thông cảm nha. Bây giờ là để xa xa cho hai bên được cùng coi được nha. Bây giờ để gần lại nè, các bạn coi cái màu ánh kim của nó nha. Rồi, màu ánh kim. Em có mấy con cựu đây thì mấy bé này á, là được gắn microchip nha các bạn, và được bảo hành tới 1 tháng. Bò Mỹ được bảo hành tới 1 tháng. Thì bé này là giá 3 triệu ha, bé ánh kim. Anh có thích coi mấy bé bò Mỹ này không thì anh đưa lên cho anh coi. Đó, bé này ha. Dạ. Rồi, được chưa cả nhà? Cả nhà coi được không? Rồi, ok nha. Kiên ơi, hết giấy rồi, Kiên ơi. Rồi, tiếp theo mình sẽ đưa bé thứ hai cho các bạn nha. Bé thứ ba cho các bạn nha. Bé thứ ba. Bé này là bé gì đây em ơi? À, con đó được 2 triệu. Con này à? Xám luôn. Ừ, mà xám thôi. Rồi, bé này là bé xám, mới đây là bé xám là lông ánh kim ha các bạn. Các bạn thấy màu ánh kim đúng không? Còn bé xám này là xám bình thường, lông không có ánh kim ha. Bé này là bé trai. Bé này mình cũng sẽ gắn microchip cho các bạn luôn. Đó, bé này thì là giá là 2 triệu nha các bạn. Đó. Bên mình gắn microchip để bảo hành cho các bạn 1 tháng trời nha các bạn. Bảo hành 1 tháng luôn á. Bảo hành sức khỏe này kia các thứ cho các bạn luôn. Đó. Các bạn thấy là có ai mà bán mà bảo hành tới 1 tháng luôn không? Rất là khó các bạn, để bảo đảm sức khỏe là các bạn, bên mình là phải là chuẩn bị con bọ nó là chuẩn bị sức khỏe thật tốt rồi mới là giao đến cho các bạn ha. Đó, nên các bạn nuôi hãy yên tâm nha. Kim hả? Kim là fan chân chính của anh Kiên đúng không?
Rồi để chị sẽ nhắn lời với anh Kiên cho các bạn nha. Các bạn fan của anh Kiên đó là anh Kiên ra like luôn đi. Rồi. À thì hiện tại là bên chị đang có bảo hành đối với lại con bò Mỹ nha. Còn sóc bay thì chưa có chương trình bảo hành. Nhưng mà nói chung là bên chị bán cho các bạn, bên chị sẽ tư vấn hướng dẫn cho các bạn cách nuôi kỹ càng hết đó, là các bạn có thể là nuôi được nha. Nói chung chị bán sóc bay là năm nay cũng rất là nhiều rồi nên các bạn yên tâm ha. Sóc bay rất là dễ nuôi mọi người. Hồi sáng thì chị cũng mới bán một con vô xích xong. Rồi để coi nha, bây giờ được chưa các bạn? Bé này là 2 triệu nha, bé đực này 2 triệu nha cả nhà. Rồi cả nhà coi nha. Rồi bây giờ thì hôm nay các bạn có muốn xem tiếp không các bạn? Các bạn có muốn xem tiếp không? Nếu các bạn muốn xem tiếp là mình sẽ like những cái con bò khác cho các bạn xem nha. Nếu các bạn muốn xem tiếp thì các bạn bấm thả tim cho mình nhiều nhiều đi. Nói chung là mình vui vui mình sẽ live tiếp cho các bạn. Còn không thôi là mình sẽ kết thúc live stream sớm ngày hôm nay. Rồi thôi các bạn cũng thả tim nhiều rồi. Thôi bây giờ bắt đầu là live tiếp những bé tiếp theo cho các bạn nha. Cho các bạn coi nha. Cảm ơn cả nhà ủng hộ mình nhiều nha. Rồi bạn nào mà mình thấy livestream này dễ thương á, mình bấm nút like giùm mình nha. Rồi các bạn chia sẻ livestream giúp mình ha, cho mọi người xem đông đông cho có không khí á các bạn. Rồi bây giờ tiếp theo nè, bây giờ tiếp theo là mình sẽ đưa cho các bạn xem một cái dàn bọ siêu phẩm nữa nha. Rồi bé màu trắng này là Coronet. Cô trắng, trắng nó là 800, còn xám của nó cũng là 800 luôn. Còn Peru, 1 con 2 đó là Peru thì đây sẽ là 800, 800 rưỡi. Rồi, ok em. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đang có hai siêu phẩm ở đây, lông dài, Coronet lông dài các bạn ha. Thì đây là hai em siêu phẩm Coronet lông dài. Cảm ơn cả nhà thả tim cho mình nha. Nói chung là khi mà có các bạn tương tác này kêu vui ơi, mình cảm thấy nó có hứng thú để mà live stream hơn các bạn. Còn nhiều khi mình nói của mình cảm thấy là nó buồn buồn sao á. Thì hôm nay live trễ quá nên là cũng ngại với các bạn, nên là cũng không có muốn live nhiều làm các bạn mất thời gian ha. Thì ở trên tay mình á, mình đang có hai bé bọ Coronet nha. Hai bé bọ Coronet. Đây các bạn, có hai bé bọ Coronet ha. Một em màu trắng tinh luôn các bạn. Đây, em màu trắng tinh nhưng mà trắng tinh mắt đen nha các bạn. Thì nó kiểu giống như con Hima ha. Con Hima, mấy con mèo Hima rồi này kia các bạn. Mũi đen nè, lỗ tai đen nè, mắt đen nè các bạn nè. Sau này lớn lên nó cũng sẽ rất là đẹp nha các bạn. Coronet là các bạn thấy lông nó sẽ dài nha các bạn. Và càng lớn nó sẽ càng dài. Càng dài và nó có xoáy trên đầu. Đây. Hôm nay Luna đang có khuyến mãi giảm tặng cái voucher mua hàng trị giá 200 ngàn. Nó tặng voucher mua hàng trị giá 200 ngàn. Anh mua cái này 200 ngàn mình sẽ được voucher trị giá 200 ngàn để mua đồ dùng á em. Rồi đây nha các bạn. Tại vì hôm nay là có anh khách đang mua bọ trực tiếp tại shop luôn nha. Nhiều khi mình nói các bạn không hiểu là mình đang nói gì. Đây các bạn. Đây đầu tiên là bé màu trắng nha các bạn. Thôi để mình like từng bé các bạn sẽ dễ coi hơn là để một lèo lên luôn đúng không? Để mình xoay ra nè. Để mình bỏ xuống dưới đây nước ha. Dưới đây cho các bạn dễ xem hơn. Cái bọ lớn thì cho nó hiền lắm các bạn. Này để sao các bạn không thấy được đúng không? Cao quá. Các bạn đợi một xíu nha. Mình chỉnh lại cái lồng đi cho nó thấp xuống là các bạn coi được à. Các bạn đợi một xíu. Coronet màu trắng đâu có xoáy. Rồi bây giờ mình sẽ để mấy bé sát lại gần cho các bạn dễ xem nha. Đó, bây giờ mình để sát lại gần cho các bạn dễ xem nè. Rồi các bạn coi này, Coronet lông rất là dài luôn các bạn. Lông rất là dài luôn. Đó, các bạn thấy không? Lông rất là dài nè, màu trắng muốt nè các bạn nè. Đó, lỗ tai đen nha các bạn.
lỗ tai đen, lỗ tai đen, lỗ tai đen nè, mũi cũng đen nè nha các bạn nha. Đó, cái con bọ mà, con bọ mà cái miếng mà bọ dạng bò Mỹ á, mà cái màu kiểu như vậy nè các bạn nè, là rất là mắc tiền luôn nha các bạn. Con đó là phải 4-5 triệu một con nha các bạn. Rồi bé này thì mình bán giá chỉ có 850.000 thôi nha các bạn. Có một cái sấy, một cái bông hoa trên đầu này cực kỳ dễ thương luôn cả nhà ơi, cực kỳ dễ thương luôn. Có một cái sấy bông hoa trên đầu cực kỳ dễ thương, cực kỳ đáng yêu luôn. Thì bọ coronet thì nó sẽ có một cái sấy trên đầu các bạn, và lông nó sẽ dài nha các bạn. Đó, các bạn coi nè, quá đẹp luôn đúng không cả nhà, rất là dễ thương luôn. Em này thì giá chỉ 850.000 thôi nha cả nhà. Bữa nay chị sẽ làm cảnh cái video microchip vào người bé bé ha. Thì microchip, một số bạn hỏi là mình microchip là gì đúng không? Thì các bạn hay hay thấy là trong mấy cái chương trình mà thế giới động vật đúng không các bạn? Khi mà người ta thả một cái con vật nào đó về lại đại dương mà người ta ta muốn mà theo dõi cái hành trình nó đi sao này kia, người ta cũng sẽ gắn một cái mã số này kia vô đó, để mà khi nào có thể bắt bé lên thì người ta sẽ biết được là cái bé đó là có phải là cái bé mình từng đánh bắt rồi không. Nó giống như là một cái số chứng minh của mỗi người đó các bạn ha. Thì cái microchip đó bữa nào mình sẽ đi lấy cái máy mình test cho các bạn coi. Nó là một cái dạng mã số ha. Thì mỗi con á mình sẽ gắn một cái microchip. Thì khi mà sử dụng máy quẹt á, nó sẽ hiện lên cái dãy số đó, chính xác là các bạn mua bé bọ này là ở shop vệ sinh của mình. Đó, các bạn hiểu không? Đó, những con mà hàng cao cấp thì mình mới cấy microchip thôi nha các bạn. Đó, tại vì chi phí một cái microchip nó không có rẻ đâu các bạn. Rồi đây nha các bạn, bé màu trắng tinh này nha, trắng tinh này không phải trắng tinh mắt đỏ nha, trắng tinh mắt đen, mũi đen, lỗ tai đen nha. Mình thấy là bé bò, những cái bé bò Mỹ nào mà cái màu đó là giá rất là mắc tiền luôn nha các bạn. Đây, để các bạn thấy không? Được chưa? Rồi bây giờ ok rồi nha. Rồi các bạn coi ok chưa? Bây giờ để mình sẽ qua bé khác cho các bạn xem nha. Bé này giá 800 nha cả nhà, nhắc lại nha, bé này giá 800 thôi nha cả nhà, chứ không phải 850 nha. Bé này giá 800 ha. Rồi bé này giá 800. Các bạn đợi xíu nha. Alo. Rồi cả nhà ơi, tiếp tục nha. Tiếp tục một em coronet tiếp màu xám ha. Cũng 800 luôn nha chị Ly. Rồi, em này cũng 800 luôn. Các bạn thấy là nhiều khi mình rất là hay quên, tính mình hay quên nên là phải có người nhắc bài cho mình đó các bạn. Các bạn thông cảm nha. Rồi đây các bạn, đây bé này coronet này màu xám trắng giá 800.000 nha các bạn. Bé này giá 800.000 ha. Đó các bạn coi nè, cái màu lông đang xen giữa trắng và xám lại với nhau này các bạn nè, nhìn rất là quyến rũ luôn các bạn. Mình là mình thích mấy con lông dài lắm, nên là những cái bé này nó làm mình cảm thấy mình rất là mê. Đó các bạn coi nè. Đó, cái sấy trên đầu này các bạn nè, có cái sấy cái bông hoa trên đầu nha. Bé này mà chụp lên hình là hết sảy luôn các bạn, rất là đẹp luôn. Bộ lông dài nè. Đây cho các bạn bên YouTube coi nha. Đây các bạn thấy được không? Rồi cho các bạn trên Facebook coi nè. Bạn có không? Đó nhìn nó rất là đặc biệt đúng không các bạn? Trời ơi, mọi người cứ hỏi anh Kiên hoài à. Để chị năn nỉ bữa nào anh Kiên lên livestream cho các bạn coi nha. À mèo anh hả? Mèo anh thì vài hôm nữa là chị mới xuất chuồng nha. Nói chung là khi mà hồi bữa giờ mình cũng hứa với các bạn cũng nhiều lắm, hứa với các bạn là xuất chuồng mèo anh rồi này kia đó, nhưng mà các bạn biết sao, bên mình đó là mình bán hàng là phải chất lượng cho các bạn, nên là mình cố gắng là dưỡng cho các bé nó cứng cáp nhất, để mà khi mình bán hàng cho các bạn về nuôi á, sức khỏe nó đảm bảo nhất thì mình mới dám bán cho các bạn. Nên là các bạn chịu khó đi, các bạn chờ một xíu nha, để mình chờ mấy bé nó cứng cáp hẳn hoàn toàn á là mình bán lại cho các bạn, là các bạn mua các bạn sẽ yên tâm nhất nha. Khi nào nói chung là cũng một tuần nữa là ok rồi, là mình có thể là xuất chuồng cho các bạn bán ra được rồi. Bây giờ là nó đã hơn 2 tháng tuổi rồi đó cả nhà, là hơn 2 tháng tuổi rồi đó. Đây nha các bạn nha. Rồi mới nãy là bên phía bên trái bên phải này các bạn nè, các bạn thấy không, hai bên nó sẽ khác màu nhau một xíu.
bên này là màu trắng nó nhiều hơn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Với lại là mình coi cái bên kia nó màu xám nhiều hơn đúng không? Nhìn em này rất là mê luôn. Thường là những cái em nào đẹp đẹp là mình cứ ngồi mình cho các bạn xem hoài à. Mình thấy thương á, mình thấy thích quá, mình mê á. Bản thân mình mê quá nên mình cứ để mình coi hoài các bạn. Đó, bé này giá 800 nha. Rồi cả nhà nhớ nha, bạn nào mà muốn tham gia mini game á thì các bạn nhớ là chia sẻ livestream, để lại ba số điện thoại cuối và đồng thời tag tên ba người bạn của mình vào nữa thì sẽ có hai cơ hội để nhận quà nha các bạn. Rồi xong cái con bọ này, các bạn có muốn coi nữa không? Hay là muốn dừng chương trình lại tại đây nè. Bây giờ mấy giờ rồi ha? Bây giờ là 9:43 rồi. Các bạn nếu mà các bạn muốn coi nữa thì thả tim để mà mình sẽ cứ lựa thoải mái đi em, không sao đâu. Nếu mà các bạn muốn coi nữa thì các bạn cứ thả tim gì đó để mình sẽ đưa lên cho bạn xem mấy bé nữa. Mấy bé tiếp theo là mấy bé Linh Ca đang có chương trình khuyến mãi giảm giá. Còn nếu mà các bạn thấy thôi bữa nay trễ quá rồi, nãy giờ coi chán quá thì thôi. Nói chung là sao mà hôm nay ít bạn coi quá, ít bạn tương tác quá, mình cũng hơi buồn buồn một chút xíu tại vì vào trễ quá các bạn. Mèo anh lông ngắn có em, mèo anh lông ngắn ít bữa xuất chuồng á, tuần sau là xuất chuồng được mèo anh lông ngắn nha cả nhà. Rồi, các bạn thả tim cũng nhiều, cảm ơn cả nhà nhiều nha, cảm ơn tình cảm của các bạn nha. Thì bây giờ là mình sẽ lên bỏ tiếp nha. Bây giờ nếu mà hôm nay là hy vọng là hôm nay là bạn nào thích đặt con nào thì các bạn để lại số điện thoại trên livestream để mà mình sẽ chốt đơn cho các bạn nha. Rồi đây là mấy bé bỏ trên đây nha, các bạn cứ thoải mái xem. Rồi bây giờ cho chị mấy bé nào nữa đi. Tiếp tục bé nào. Peru. Peru hả? Rồi. Đây là một cặp được cái hai con đúng không? Nên như vậy á. Rồi 800, 850 chị Ly. Rồi các bạn ơi, bây giờ tiếp tục nha. Mình cho các bạn xem hai siêu phẩm này. Đó, các bạn thấy là bên shop vệ sinh của mình rất là nhiều loại bọ luôn. Nên là bạn nào mua bọ các bạn mình chịu khó là ngồi xem livestream kỹ một chút xíu. Mình coi là shop mình là hôm nay là có bán bọ gì. Các bạn tại vì mình nhiều bọ quá, các bạn kêu là gửi hình cho các bạn tất cả loại bọ thì mình cũng không có gửi hình chi tiết từng con được. Mình ấy không, mình thấy là trên livestream á là coi là dễ nhất luôn. Đó, vừa chi tiết nè mà vừa được giá từng con luôn các bạn, rất là dễ nha. Các bạn nào muốn mua bọ các bạn chịu khó xem livestream nha. Rồi đây các bạn ơi. Đây là con Peru. Con Peru lông dài. Các bạn thấy nè, Peru nè. Nhìn con này các bạn đừng có lầm là AB nha. Nó không phải AB tại vì người nó bản thân đó các bạn cũng không có thấy sấy trên người gì đâu. Nó chỉ có hai cái sấy ở phần mông. Đó, các bạn thấy không? Phần mông của nó sẽ có hai cái sấy này. Và con Peru nha các bạn. Và cái sấy của nó là như thế nào? Phải sấy đẩy ngược cái lông lên. Đó, đẩy ngược cái lông lên hết. Đó, khi mà mình giải thích cho các bạn sẽ thấy cái sự kỳ diệu của nó, sự đẹp của nó đặc biệt như thế nào các bạn. Đó, đẩy sấy ở phía dưới lên. Đẩy sấy phía dưới lên. Đó, lên đầu các bạn thấy không? Lông ở phía trước nè. Tại vì nó ở đây nó cũng trên cái mông này các bạn cũng sẽ hơi khó thấy chút xíu. Lông ở phía trước là nó dựng ngược ra phía trước luôn các bạn nè. Trời ơi, con này gì sao thấy con? Các bạn thấy không? Các bạn ở trên YouTube đợi một xíu nha, tại vì khi mà mình để sát thì chắc là còn mỗi bên một chút xíu nha. Ê các bạn. Các bạn coi nè. Cái gì kỳ vậy trời? Cái gì sao tôi quảng cáo cho mấy người được? Các bạn mấy bé mà được gả về nhà mới là sẽ sướng hơn chứ. Hay là muốn ở đây với chị hoài mà không chịu là không chịu hợp tác nè. Đó các bạn thấy không? Hai cái sấy mông nó đẩy lên phía trước hết. Cái bộ lông càng ngày nó càng dài xuống nha các bạn. Đó, con Peru là nó như vậy các bạn. Các bạn thấy độc đáo không? Lông nè, lông không phải là thường các bạn sẽ thấy những con thú cưng khác đúng không? Lông nó sẽ mọc xuôi từ đầu xuống. Đó. Mình lấy như cái con này cho các bạn xem. Ví dụ như con này đúng không? Lông là mọc xuôi xuống, lông mọc xuôi xuống này các bạn thấy không? Còn con này khác nha các bạn. Lông dựng ngược lên. Lông là cứ từ trên kéo xuống nè. Đây, kéo bạn vào đó. Từ trên kéo xuống chứ không phải từ dưới kéo lên đó. Nó cứ kéo ngược, đẩy ngược lên hết các bạn, đẩy ngược lên hết luôn. Đó, các bạn thấy sự đặc biệt không? Đây, qua bên đây nha. Hai bên cho đều nha. Các bạn thấy nè, ở phía sau này nó có hai cái sấy mông này các bạn thấy không? Đó, lông nó đẩy ngược lên trên hết. Đẩy ngược hết, các bạn coi nè.
Đó, đấy là lông người ta lông xuôi đúng không? Lông xuôi xuống gì mới đúng đúng không? Thì ngược lên hết. Rồi các bạn. Cái này là tạo hóa nha các bạn chứ không phải là mình làm đâu. Không phải là mình ngồi nhà mình uống tóc rồi mình dựng ngược nó lên, mình vuốt keo rồi gì đâu, không phải nha các bạn nha. Tối quá hai em, tối quá các bạn không thấy được hả? Bảo nhà ông ba trúng quà mini game làm sao đúng không? Rồi đây nha, Bảo thích mua bò sát đúng không? Vậy thì cái phần biết sao không ta? Thế bây giờ nếu vậy đi ha, thì bây giờ chị sẽ đổi cái phần quà mini game ngày hôm qua của Bảo sang voucher mua hàng 50.000 đó. Thì các bạn biết sao không, tại vì đây là chắc là lần cuối mình đổi quà nha, đổi từ hamster sang gì ta, sang voucher. Tại vì biết sao các bạn, tại vì làm như vậy á, tại vì một số bạn hồi trước là trúng các bạn, một số bạn trước là trúng quà rồi nhưng mà lại không có được là nhận quà các bạn, tại vì mấy bạn ở xa không có trúng được á, thì mấy bạn cũng cảm thấy là buồn á, buồn xót, tại vì sao mà như vậy nó bất công á các bạn. Nên là thôi mình đã nói với nhau là trúng quà hamster là sẽ ghé shop nhận quà, không có đổi qua voucher, thì đây sẽ là lần cuối cùng mình đổi nha các bạn. Các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi các bạn đừng có giận shop tiết sinh của mình nha. Rồi thì nếu mà Bảo thì chị sẽ đổi qua cái voucher mua hàng trị giá 50.000, để bữa sau Bảo có mua bò sát thì có sẽ giảm qua cái phần giá trị tiền mua bò sát cho Bảo nha. Rồi ok chị các bạn nha. Rồi mình cũng chia sẻ với các bạn luôn, chứ để nhiều khi làm mà người này vui thì người kia buồn, cứ vậy mình cũng rất là khó xử ha. Đó. Đây các bạn ơi. Rồi các bạn thấy bé này đặc biệt không? Bé này là bé, để mình coi cho bé trai bé gái nha. Bé này bé con gái các bạn. Bé gái thì giá 850 nha cả nhà. Bé gái thì giá 850 nha. Được chưa? Rồi bây giờ mình tiếp tục một bé trai nữa các bạn. Một bé trai nữa. Một bé trai nữa ha. Một bé trai nữa. Rồi các bạn này, cũng anh này là cũng hai cái sấy mông ở phía sau nè. Đó, hai cái sấy mông ở phía sau. Rồi các bạn biết sao, mấy em này dạ, nó tại vì nó ba màu nên là bán giá thì cũng rất là mềm thôi, giá 800-850 cho các bạn thôi. Còn nếu mà nó chỉ có hai màu thì giá nó tới 1 triệu mấy rồi nha các bạn. Nên là giá này rất là mềm, các bạn dễ chơi, một cái bé Peru mà rất là đẹp. Đó các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn cả nhà. Lông quá sức dài nha các bạn. Đó, bé này thì giá là 800 nha các bạn. Thì mấy này là bé kia bé gái rồi, mình chỉ còn bé trai thôi, hai bé. Đó thì bé này bé trai giá 800.000, bé gái là 850.000 nha. Thì hôm nay là con bọ này mình sẽ cất lại. Nhìn là biết không thể nào lên 200 mắt rồi nên thôi mình sẽ cất lại nha. Thì hôm nay phần quà mini game của chúng ta sẽ là một em hamster màu trà sữa mắt đỏ trị giá là 80.000 cả nhà nha. Rồi đây các bạn ơi. Rồi đây nha các bạn. Các bạn thấy không? Lông mà đi mọc ngược à. Không biết có bướng bỉnh gì không mà sao là lông tóc mọc ngược lên vậy đây. Nhưng mà thật ra là mình thấy nãy giờ bé nó rất là hiền luôn, ngoan lắm cả nhà ơi. Coi nè, thấy cưng chưa? Màu đen rất là ngầu luôn á. Các bạn coi giống như cái bộ đồ nào đó khoác lên người nó đó các bạn không? Đó, giống như là một phù thủy hay sao. Trời ơi, sao nhìn nó ngầu quá đi các bạn ơi. Mình thấy mê rồi đấy nha. Tại vì màu đen mà nó lông dài xuống vậy nè. Rất là đẹp luôn, rất là ngầu luôn. Rồi cảm ơn các bạn thả tim cho mình nha. Rồi đây nha các bạn nha. Rồi bé này ha, bé này thì giá bé là bao nhiêu ta? Giá bé này là 800.000. Bé này bé trai giá 800.000 nha các bạn. Rồi đây các bạn coi kỹ nha. Các bạn bên đây cũng coi kỹ nha. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn phải không các nhà bạn? Các bạn này coi lông đẩy ngược lên hết nè. Đó, chỉ có dòng Peru này lông mới đẩy ngược lên nha các bạn. Nó rất là đặc biệt đúng không? Nói chung là chắc là bữa đi like bữa đi, rồi bữa sau mà rảnh rảnh thì mình sẽ like lại với bé này ha. Rồi bây giờ tiếp tục thêm nữa không các bạn? Thêm nữa hay là bóc thăm? Trời, cảm ơn Ngọc nha.
biết sao bây giờ các bạn nuôi nó giống giống như ngày xưa các bạn nuôi, bạn nào mà nuôi thú cưng á, nuôi thỏ nuôi bọ mà các bạn thấy hôi là vì sao? Bởi vì các bạn ngày xưa các bạn nuôi các bạn cho ăn toàn là rau đúng không? Cho ăn rau nuôi rất là hôi tại vì hả? Các bạn không lót chuồng nữa, cho ăn rau mà nuôi không lót chuồng, tất nhiên là nó sẽ không khử mùi được nước tiểu rồi nên các bạn sẽ nghe mùi rất là hôi. Còn bây giờ thú cưng bây giờ thỏ kiển nè, rồi bọ nè, đó là những bạn nào mà đã nuôi rồi là các bạn sẽ biết là nếu mà các bạn chăn đồ khô á, có thể lót chuồng nó sẽ không hôi như cả nhà. Đó, các bạn yên tâm nha, bên mình nói là mình chắc chắn với các bạn là nó sẽ không hôi nha các bạn. Bây giờ nuôi rất là nhiều cái dung dịch khử mùi này kia hết rồi nên các bạn yên tâm nha, nuôi rất là sạch sẽ luôn. Rồi. Bây giờ nướng các bạn muốn xem nữa không? Rồi bóc sớm đúng không? Thôi giờ trễ rồi bóc sớm nha. Bây giờ chuẩn bị bóc thăm may mắn. Hôm nay phần quà là một em Hunter màu trà sữa trị giá 80.000 nha cả nhà. Rồi bây giờ bắt đầu bóc thăm nha. Rồi bây giờ hôm nay mình nhắc lại cái phần mini game này. Bạn nào á mà mình trúng mini game thì mình mau chóng là để lại số điện thoại cho mình liền để mình gọi điện xác nhận đúng là số điện thoại của các bạn. Cái thứ hai nữa, phần quà hôm nay là một em Hunter màu trà sữa thì sẽ không đổi sang voucher nha. Bạn nào mà ở tỉnh á, mình không ghé nhận trực tiếp được thì mình có thể là nhờ người thân đó, mình ghé shop nhận quà giùm cũng được nha. Miễn là đúng xác nhận là bạn đó là đại diện giùm cho bạn nào đó, là miễn xác nhận chính xác là được rồi. Rồi vậy thôi các bạn. Nói chung là cũng dễ nhưng mà các bạn cố gắng là mình sẽ không đổi voucher nữa nha. Khi nào hôm nào có voucher thì mình sẽ bóc thăm trúng voucher. Còn hôm nào không có thì các bạn cố gắng giùm mình nha. Mình làm vậy để không mắc lòng ai hết ha. Các bạn nào cũng vui vẻ hết. Rồi bây giờ chuẩn bị bóc thăm đi cả nhà. Rồi còn Bảo thì ok chưa? Bảo thì chị sẽ đổi sang cái voucher mua hàng trị giá 50.000 khi Bảo mua con bò sát hoặc gì đó. Trong mấy cái livestream tiếp theo chắc là hôm nào chị sẽ livestream về bò sát ha. Để đi che hết cái ghế lại hết. Rồi bây giờ bóc thăm nha, bóc thăm may mắn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, hôm nay là sẽ bóc thăm trúng quà để coi thứ ai là người may mắn của ngày hôm nay nha. Bây giờ là mình sẽ đọc tên một số bạn coi còn ở trên livestream là còn bạn nào nha. Ngọc Thắm nè, Minh Thanh nè, Hải Anh, rồi Phương nè, rồi Ngọc nè. Rồi, nói chung là cũng nhiều bạn quá. Rồi bây giờ bóc thăm nha cả nhà, chuẩn bị bóc thăm nha. Rồi bóc thăm may mắn ai sẽ là người trúng vàng ngày hôm nay đây nha. Số gì ra mọi người ơi. Nhiều bữa cũng định hát mà mắc cỡ không hát các bạn. Trời ơi, tính là Đức Hoàng, Phạm Đức Hoàng một cái nhân vật rất là quen thuộc luôn. Đức Hoàng là sát ngay bên nhà mình đây. Đức Hoàng là hả gần bên mình đây. Đức Hoàng là trúng mini game đây lần thứ tư các bạn. Hai lần là thoát khỏi livestream rồi. Nói chung là không nói vậy cũng không đúng. Đức Hoàng là trúng được chắc là lần mà phải không? Phải là lần thứ ba hay lần thứ tư gì đó. Nhưng mà qua nhận quà được một lần, hai lần gì đó. Hai lần rồi sao á. Đức Hoàng, bạn Đức Hoàng rồi này kia là nhận quà mini game của mình rất là nhiều nè. Không biết Đức Hoàng còn trên live stream không em? Tính là Đức Hoàng cũng may mắn như mấy bữa trước là Đức Hoàng thoát live stream sớm quá nên là không có còn ở trên live để nhận quà. Không biết hôm nay là em còn trên live stream không ta? Rồi Đức Hoàng nha, Phạm Đức Hoàng 739. Rồi nếu mà Đức Hoàng còn trên live stream thì để lại số điện thoại liền nha để cho chị biết nha. Còn Đức Hoàng trên livestream không mọi người? Nếu mà không còn ở trên livestream là mình sẽ bóc thăm lại. Đức Hoàng là tính ra rất là may mắn luôn á, là được tới mấy lần trúng rồi đó. Không nhưng mà tại vì biết sao, bạn biết sao không? Mấy lần là tính luôn, mấy lần em nó thoát xuống livestream luôn á. Còn đúng ra nhận quà là hình như nhận được một hoặc hai lần gì đó. Bóc thăm lại á. Rồi bóc tiếp nha. Đức Hoàng không còn ở trên livestream thôi, chị đọc 3 lần nữa. Nếu không còn đó là chị sẽ đổi nha. Đức Hoàng 739. Rồi. Đức Hoàng 739.
Rồi Đức Hoàng 739. Thôi bây giờ chắc là Đức Hoàng đi ngủ đi học bài gì rồi. Thầy mới có học cấp 2 à. Rồi bây giờ chị sẽ xé cái lá thông này để chị bóc thông tiếp nha cả nhà. Rồi. Rồi bây giờ bóc tiếp nha, bóc tiếp ai trúng thưởng nha. Vương Thị Ngọc Minh 771. Còn Vương Thị Ngọc Minh không các bạn? Vương Thị Ngọc Minh 771. Vương Thị Ngọc Minh 771 nha cả nhà. Vương Thị Ngọc Minh 771. Ngọc hồi bữa giờ chơi rất là nhiều mà chưa trúng ha. Hơi cố gắng lên đi Ngọc. Hôm nào chắc là sẽ may mắn. Còn nếu mà vài lần nữa mà chị thấy Ngọc vẫn chưa trúng là chị sẽ tặng thêm phiếu cho Ngọc nha. Rồi Vương Thị Ngọc Minh 771 các bạn ơi. Vương Thị Ngọc Minh 771. Vương Thị Ngọc Minh 771 nha. À Ngọc Minh có rồi nè. Ngọc Minh ơi em để lại số điện thoại liền nha. Hôm nay là em trúng một bé hamster màu trà sữa. Không biết em có ghé shop nhận quà được không em? Rồi chị Ngọc Minh, Ngọc Minh là chị thấy rồi, 771 rồi. Rồi để mình gọi điện xác nhận cho Ngọc Minh nha. Ngọc Minh ơi, em có thể ghé cửa hàng để nhận quà được không? Nguyễn Dung hình như là mới nhắn tin với chị trên Facebook hồi chiều đúng không? Đức Hoàng lên rồi mà thôi mọi người đừng nói gì nha. Rồi bây giờ là Ngọc Minh gọi điện cho Ngọc Minh đi các bạn. Anh gọi cho Ngọc Minh giùm em nhé. Các bạn đợi xíu nha, thì để mình gọi điện cho Ngọc Minh. Đức Hoàng nó cuốn nó lại nữa kìa. Đợi gọi điện chút xíu nha các bạn. Ngọc Minh ơi, chị hỏi chị Ngọc Minh ở trên đây luôn nha. Trời ơi, cảm ơn Đức Hoàng nhiều nha. Thật sự là biết không, tại mấy nãy gọi tên em quá trời luôn mà không có em nên đành phải hủy cái phiếu đó. Rồi bây giờ là gọi điện. Ngọc Minh ơi, Ngọc Minh cho chị hỏi một chút xíu là Ngọc Minh có thể ghé cửa hàng nhận quà không Ngọc Minh ơi? Tại vì hôm nay là quà này, quà mini game là bé chuột hamster thì ghé cửa hàng nhận quà. Thì em có thể ghé cửa hàng nhận quà không? Còn nếu mà bạn nào mà không thể ghé cửa hàng nhận quà thì bắt buộc là phải bốc thăm lại các bạn. Các bạn đợi một xíu nha. Gần shop sẽ ghép được. Rồi bây giờ chỉ cần gọi điện xác nhận là số điện thoại này của Ngọc Minh nữa là coi như ngày hôm sau là Ngọc Minh ghé shop để nhận quà nha. Một em hamster màu trà sữa mắt đỏ trị giá 80.000. Đức Hoàng ơi, dù gì cũng cảm ơn tham gia mini game rất là nhiều, góp vui cho chị nha. Đức Hoàng là hả, nhờ bạn bè trong lớp rồi coi mini game của chị rất là nhiều luôn á. Rồi vậy nha các bạn, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo nha.